Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn hôm nay tới cùng tôi tới thăm một cây xưa còn sót lại ở tỉnh Bắc Giang. Cây xưa này đã vào như chủ nhà nói là 30 năm rồi. Đây là cây xưa 30 năm. Mà bây giờ vanh là tôi triển khai, tôi tiến hành đo 95. Vanh 95 cao bằng mặt. Đấy. Nhìn rõ chưa? Vanh 95. Hết thước mới được đến cái kia. Hết thước mới được đến đây. Thế lên cây này, lên cái khuỷu kia là vào 5 mét rồi. 5 mét. Mà vanh 95. Đường kính trên 30 rồi. Đường kính vào 31 rồi. Cây rất là to, đẹp. Dưới gốc của nó phải có tới hơn 100. Gốc rất to. Thân rất là luột nà. Cây này chủ nhà bỏ 30 năm đây. 30 năm rồi. Mà đường kính bây giờ là vào 31 phân ở bằng mặt rồi. Tôi giả 200 triệu. Giả cây này 200 triệu, chủ nhà vẫn chưa bán. Khoan năm ngoái khoan thử, chủ nhà khoan là đã bảo là có 5 phân rưỡi chạm lõi. Thì vào bảo vào 20 phân đường kính lõi 20. Đường kính lõi 20. Dài 5 mét. Giả 200 triệu không bán. Anh ai có thể giả cao hơn thì đến đây đã khoan thử đây. Đấy khoan năm ngoái đây. Đây khoan năm ngoái đây. Đấy, cái mũi này mới khoan nhưng mà cũng được lâm rồi. Tôi giả 200 rồi, còn ai giả được hơn thì giả. Ai giả được hơn thì đến sở hữu cây này. Chủ nhà 200 chưa bán. Chắc thì phải 250. Cây này phải 250 triệu. 250 triệu thì chắc là chủ nhà cho đi. Đây cây xưa rất khủng. Cái bộ gốc này rất là khủng khiếp. Gốc rất to. Gốc rất to. Gốc này nếu mà tính vanh ở dưới gốc này thì nó phải có 150. Rất khủng. Đấy. Cây xưa 30 năm tuổi đây. Đây là chủ nhà nói cây này là được 30 năm rồi. Đấy. Khủng khiếp chưa? Rất là cao to. Cây này đo được đến cái khuỷu này nó vào 5 mét. 5 mét có khuỷu nó lượn lên kia rồi chứ không chia cạnh. Đấy. Cái khuỷu nó ra đằng xa nữa. Nó rậm rạp không nhìn được. Đấy. Cây xưa rất là khủng khiếp. Cây này còn sót lại của tỉnh Bắc Giang. Bây giờ tỉnh Bắc Giang cái cây vanh 95 ở cái tầm mặt này là rất hiếm. Đây cũng có lỗ khoan rồi. Lỗ khoan này cách đây độ 2 năm mà. Đây cái lỗ này. Lỗ này chắc cũng mới rồi. Lỗ này chỉ được 5 thôi. Đấy. Các bạn xem. Cây xưa này theo như chủ nhà nói cây này 200 triệu. Đã có thợ giả 200 triệu nhưng mà chưa bán. Đấy, cây xưa 200 triệu mà vanh 95. Hôm nay tôi cũng giả 200 triệu nhưng chủ nhà vẫn không bán. Thấy bảo là cây này nõi vào 20 rồi. Nõi 20 phân nõi rồi. Vanh 95 thì đường kính đã được vào 30, hơn 30 rồi. Vanh hơn 30 mà lõi được 20 rồi. Đấy, thấy chưa? Đây, ta soi vùng quanh cái gốc này. Soi vùng quanh gốc. Gốc rất đẹp.
gốc không có vấn đề gì. Nếu như ở đất Bắc Giang bây giờ còn cây xưa 30 năm tuổi mà vanh 95 này thì đúng là có 102. Hiện nay chưa ở đâu có. Vanh đây là cũng có rất là nhiều đoàn đã đến thăm rồi nhưng mà chưa lấy được. Là 200 triệu rồi nhưng mà chủ nhà chưa bán. Cây này thì rất là đẹp, theo tôi cây này cũng xứng đáng trên 200. Trên 200 chứ 200 là chủ nhà chưa bán rồi. Nhưng chắc cây này qua, nếu như chủ nhà bán thì chỉ qua thời điểm Covid này thì sẽ có thợ khai thác thôi. Hiện nay đang Covid thì 200 cũng chưa có thợ lấy. Rất cao nhá. Nhớ nên cái quyển kia là vào khoảng trên 5 mét này nhá. Đấy. Đấy. Tôi chưa thấy cây nào to được như cây này. Phải nói cây này là cực kỳ đấy. Cây này xứng đáng tầm 250 đến 300. Nên giả 200 rồi như chủ nhà chưa bán. Bây giờ nếu như giả 250 chắc là bán ngay. 250 chắc bán. Nó cái gốc này thì nó hơi, ở dưới gốc này thì nó hơi đổ đấy. Đấy xem đi. Thì vế này thì nó là nổi, nó rất là phình, rất là to. Nhưng mà lên trên này là rất là thẳng. Lên đây từ đây lên rất thẳng. Rất thẳng. Không cong tí nào. Đấy, không cong. Rất thẳng nhé. Thẳng đến 5 mét. Cây rất là to, lây đều. Trên kia cũng rất to. Trên này cũng rất to. Đấy. Rất là đẹp, cây này là hiếm có ở trên tỉnh Bắc Giang. Chỉ còn sót lại có mỗi cây này thôi. Tức là cũng nhiều thợ biết rồi, cũng đã vào đặt vấn đề rồi, cũng đã khoan thử rồi. Nhưng chưa lấy được về, chưa cho đi được. Vẫn còn đang tăng giá 200 triệu không bán. Bây giờ nếu 250 triệu chắc là bán, hoặc 200 căng là 250 triệu chắc bán. Rất là rực rỡ. Đấy cây xưa 200, mình bây giờ cứ đặt tên là cây xưa 200 triệu. Cây xưa 200 triệu ở tại Bắc Giang đấy. Đây là cây xưa 200 triệu. Có thể gọi nó là cây xưa 200 triệu. Mà cũng có thể là cây xưa hơn 200 triệu. Tại vì hiện nay 200 triệu chưa nhổ được cây này đi. Đấy. Chưa anh nào nhổ được cây xưa này đi. Nếu nhổ được cây xưa này 250 triệu thì gọi là cây xưa 250 triệu. Bây giờ thợ mới trả 200. Chưa trả được 250. Nhưng qua mùa dịch này chắc 250 là cũng nhổ được cây này đi. Tôi rất thích cây xưa này. Tại vì nó rất là luột nà, ống ả mà nó lại rất to. Mà thích nhất là cái bộ gốc này. Bộ củ gốc này thì mê ly luôn.
to chưa từng thấy cái gốc này. Quá là tuyệt vời. Bà con và các bạn xem, nếu mà có anh nào yêu quý mà thiện chí lấy được cây dưa này trên 200 triệu thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình để được sở hữu cây dưa này. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.